tích tụ ruộng đất, mở rộng quy mô sản xuất được xem là tiền đề quan trọng để phát triển nông nghiệp hiện đại. Tuy nhiên, đã nhiều năm, quá trình tích tụ ruộng đất vẫn gặp rất nhiều khó khăn, nhiều hộ sản xuất còn manh mún. Trồng trọt không hiệu quả, nhiều nông dân bỏ ruộng. Tỉnh Thái Bình là địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp. Trong đó, lúa là nông sản trọng tâm với diện tích hàng năm đạt 155.000 ha, sản xuất bình quân hàng năm đạt 13 tấn trên mỗi ha. Tuy nhiên, hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt còn thấp, nhiều hộ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ. Bình quân mỗi hộ có 4 khẩu, tương đương 0,2 ha. Sản xuất lúa gạo tuy có lãi nhưng thu nhập từ lúa gạo không đảm bảo đời sống cho người nông dân. Trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016, tỉnh Thái Bình xuất hiện nhiều nông dân bỏ ruộng, không canh tác. Trong bối cảnh đó, một số nông dân đã mạnh dạn mượn lại ruộng của bà con để tiến hành sản xuất nông nghiệp, phát triển quy mô lớn. Vượt qua khó khăn bước đầu, những hộ dân này đã có thành công nhất định và được biết đến với cái tên mô hình nông nghiệp Đại Điền. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại Hợp tác xã trồng lúa Quang Lanh thuộc tỉnh Thái Bình, nơi đây với quy mô sản xuất hơn 100 ha và đây là một con số thực sự rất là lớn. Và kính thưa quý vị thân mến, nói tới sản xuất nông nghiệp thì chúng ta đều biết tới tầm quan trọng của việc mở rộng diện tích sản xuất. Và Hợp tác xã Quang Lanh có điểm gì đặc biệt? Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng trao đổi cùng với chị Trần Thị Lanh, Giám đốc Hợp tác xã Lúa Gạo Quang Lanh. Xin chào chị. Chị có thể chia sẻ một chút về quá trình tích tụ ruộng đất ở tại Hợp tác xã của mình được không ạ? Trước đây thì tôi cũng chỉ cấy có 3 sào ruộng thôi. Và đến năm 2008 thì lúc đấy tôi cũng làm dịch vụ hợp tác dịch vụ để phục vụ cho bà con, tức là máy gặt và máy làm đất. Và đến năm 2015 thì tôi thấy là bà con là có những cái diện tích là bỏ hoang. Và sẵn có máy móc đấy thì tôi cũng sử dụng cái máy móc của mình và thu gom những cái diện tích bỏ hoang đó. Trong một cái quá trình từ năm 2015 cho đến thời điểm này thì hiện nay là tôi đã có được 100 ha. Và trong 100 ha thì từ năm 2020 thì để có được những cái diện tích rộng như vậy và muốn có được một cái hiệu quả và cũng là để đem lại những cái sản phẩm của mình có cái giá trị thì tôi thành lập hợp tác xã. Như vậy thì khi mà chúng ta chuyển sang cái mô hình tích tụ ruộng đất với quy mô lớn ấy, thì chúng ta đã có được những cái lợi ích như thế nào? Thực ra thì khi mình sản xuất với cái quy mô lớn thì mình sẽ giảm được, mình áp dụng cơ giới hóa thì mình sẽ giảm rất nhiều các cái ngày công lao động. Và hai nữa là mình mua các cái thuốc cũng như giống thì giá thành nó cũng sẽ được hạ hơn. Khi mà sản xuất lớn rồi mà mình sẽ áp dụng được cơ giới hóa như vậy thì ngày công sẽ giảm, thì sẽ đem lại những cái lợi nhuận. Còn nếu mà sản xuất manh mún thì không có lợi nhuận mà là có thể là còn lỗ nữa. Với việc có nhiều hộ nông dân tại địa phương không có đủ điều kiện để canh tác trên diện tích đất nông nghiệp của mình, nhiều diện tích đất đã bị bỏ phí. Chị Lanh đã thuyết phục các hộ dân này tham gia vào hợp tác xã, đóng góp đất ruộng, sức lao động hoặc các trang thiết bị máy móc phục vụ cho quá trình sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, chính quyền xã cũng hỗ trợ tuyên truyền, vận động bà con góp ruộng, giúp hợp tác xã tập trung được một diện tích đất nông nghiệp lớn như hiện nay và trở thành một trong những mô hình nông nghiệp Đại Điền đầu tiên tại tỉnh Thái Bình. Như vậy chị có thể chia sẻ một chút về cái việc ứng dụng các thiết bị máy móc công nghệ trong cái việc sản xuất lúa ở tại hợp tác xã của mình được không ạ? Hợp tác xã của mình thì áp dụng cơ giới hóa đồng bộ. Đặc biệt là khi mà phun thuốc phòng trừ sâu bệnh thì mình cũng sử dụng bằng máy bay không người lái. Thì cái máy bay không người lái này thì với hợp tác xã của mình là giống như cổ phần hóa vào đấy. Để mình làm thì nó sẽ giảm bớt rất nhiều ngày công và nó rất là kịp thời vụ. Bởi vì sâu bệnh thì có thể là nó chỉ có mấy ngày thôi. Mà mình thì sử dụng cả hàng trăm hecta như vậy thì diện tích nó quá lớn. Nếu như mà mình không sử dụng máy bay không người lái, cơ giới hóa như thế này thì chắc chắn là cũng sẽ không thể kịp được thời vụ được. Mà phun theo thủ công thì giá thành rất là cao, mà hai nữa là cũng rất là ảnh hưởng đến cái môi trường cũng như là ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình.
Trước kia, sản xuất lúa gạo tại nước ta thường gặp khó khăn do các hộ sản xuất nhỏ lẻ, không tập trung, khó tổ chức sản xuất. Đồng thời, việc ứng dụng cơ giới hóa, áp dụng tiến bộ khoa học cũng gặp nhiều khó khăn. Đối với sản xuất nông nghiệp, khi ứng dụng máy móc cơ giới vào sản xuất, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức cũng như chi phí nhân công. Tuy nhiên, hầu hết các máy móc này chỉ có thể ứng dụng hiệu quả nếu như diện tích sản xuất đủ lớn. Như tại Hợp tác xã Quang Lanh, hiện nay khi các khâu gieo cấy lúa, tưới tiêu đồng ruộng cho đến khâu thu hoạch, xử lý sau thu hoạch đều đã được ứng dụng máy móc cơ giới giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Từ đó, thu nhập của các thành viên hợp tác xã cũng tăng lên, các hộ dân xung quanh cũng tận dụng được diện tích đất nông nghiệp của mình. Để tận dụng hiệu quả của việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao, đòi hỏi chúng ta phải có diện tích sản xuất đủ lớn. Chính vì lý do đó mà trong những năm gần đây thì chúng ta khuyến khích tích tụ ruộng đất để mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp. Và những mô hình nông nghiệp đại điền như thế này thì đang phát huy hiệu quả của nó. Vậy thực tế tình hình triển khai những mô hình này đang diễn ra như thế nào? Có những thuận lợi hay khó khăn gì thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Theo điều tra sơ bộ, tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, hiện tại đang có 10% số hộ có ruộng nhưng không có nhu cầu sản xuất nông nghiệp và cũng không có nhu cầu cho thuê. 20% số hộ đang cho thuê, mượn ruộng đất để sản xuất. 20% số hộ có ruộng bỏ trống và có nhu cầu cho thuê nhưng chưa được tiếp cận. Còn lại chỉ có 50% hộ dân đang thực hiện sản xuất nông nghiệp. Đây cũng là thực trạng chung của nhiều địa phương ở nước ta hiện nay, do sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ lẻ đang cho thấy hiệu quả kinh tế thấp, thiếu hụt lực lượng lao động, nhiều địa phương đang có những diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang, gây ra sự lãng phí. Có những gia đình họ không có nhu cầu sản xuất, nhưng họ cũng không có nhu cầu chuyển nhượng hay cho thuê, cho nên là vì như thế cho nên là hiện tại thì tuy diện tích của tôi là gần 1 hectare nhưng mà nó làm rải rác ra nhiều thửa ruộng khác nhau, chứ không tập trung được vào một chỗ. Nhà tôi chỉ cấy có 3 sào thôi, nhưng mà tôi những nhà họ không có người lao động nên thì họ cho tôi cấy lại, nên tôi tích tụ lại được 2 mẫu để tôi cấy lúa giống cho hợp tác xã. Nhà tôi đây thì đất nông nghiệp thì đúng là người nông dân bây giờ cũng có một số là người nông dân người ta cũng không thiết tha về đồng ruộng vì nhân lực không có. Nhưng mà đối với bản thân tôi thì về gia đình thì nhân lực là có và đảm bảo được. Hiện tại bây giờ tôi đang cấy gần 3 mẫu ruộng. Đấy, với các giống lúa và theo cái quy định và của hợp tác xã, tức là quy định theo các vùng và cấy cùng trà, cùng giống trên cùng một diện tích. Đấy, cho nên là rất thuận lợi cho cái việc chăm sóc cũng như là việc thu hoạch. Những năm gần đây, ngành nông nghiệp đang có những vận động về chính sách để tích tụ các nguồn lực thúc đẩy các mô hình sản xuất trên diện tích đất lớn. Chúng ta đã có một số hộ nông dân bám ruộng đi gom lại từng thửa đất bị bỏ hoang để tái sản xuất. Những diện tích đất nông nghiệp được tập trung lại từ 2 đến 3 hectare cho đến vài chục hectare. Thậm chí có những hợp tác xã đã tập trung được diện tích sản xuất có quy mô lên tới 100 hectare. Đây cũng là lúc chúng ta có một khái niệm mới, đó là sản xuất nông nghiệp đại điền. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây sản xuất nông nghiệp ở nước ta đã có những bước phát triển rõ rệt. Những mô hình liên kết sản xuất rồi trang trại quy mô lớn đang ngày càng nhiều hơn. Bên cạnh đó thì thời gian gần đây chắc hẳn là quý vị và các bạn cũng đã nghe đến khái niệm là nông nghiệp đại điền đang được tổ chức sản xuất tại một số địa phương. Vậy thì nông nghiệp đại điền là gì? Mô hình này có những điểm gì đặc biệt? Đây sẽ là những nội dung mà chúng ta sẽ cùng trao đổi trong chương trình hôm nay với vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn. Cảm ơn ông đã nhận lời đến với chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, trước tiên thì ông có thể giải thích rõ thế nào là nông nghiệp đại điền ạ? Nông nghiệp đại điền là một cái khái niệm mà xuất hiện cách đây một vài năm ở Thái Bình. Những người nông dân cũng như là các cấp chính quyền cơ sở rồi là các cơ quan chuyên môn ở Thái Bình, họ gọi như thế dựa trên một cái hiện tượng là cái sự tích tụ và tập trung đất đai. Trong những năm gần đây do cái công nghiệp hóa rồi là đô thị hóa thì một phần lao động đã được chuyển sang rất nhiều cho khu công nghiệp hoặc là đô thị. Trên thực tế đã có một số cái diện tích đất bà con nông dân không sử dụng hoặc là ít sử dụng, không thâm canh, thì
một số gia đình có điều kiện họ đã thuê mượn, cũng có thể là mua để mà tạo ra các cái hộ hoặc là các cái hợp tác xã hoặc là các cái trang trại ở cái quy mô kinh doanh khá là lớn, từ 2 hecta cho đến có thể đến 60 hecta, 70 hecta trên một cái hộ trồng lúa như vậy. Và cái khái niệm đại điền như vậy có thể hiểu là sản xuất trên cái quy mô lớn, tập trung trên tinh thần là tích tụ hoặc là tập trung đất đai. Vâng, một vài chia sẻ vừa rồi của ông thì có thể cho thấy rằng là tích tụ đất đai là cái nền tảng cơ bản và đầu tiên của nông nghiệp đại điền. Tuy nhiên liệu rằng nông nghiệp đại điền có đơn thuần chỉ là sản xuất trên một cái diện tích đất rộng lớn hay không ạ? Hay chúng ta còn có áp dụng những cái tiến bộ khoa học, kỹ thuật rồi công nghệ hay là cái quy trình sản xuất nó cũng khác so với sản xuất truyền thống đấy ạ? Đương nhiên thì sản xuất quy mô lớn, hàng hóa nó khác với lại cái sản xuất ở quy mô nông hộ nhỏ của chúng ta. Nhưng mà trước khi nói về cái điều kiện cho cái sản xuất lớn như thế này thì tôi muốn nhấn mạnh lại là cái việc mà tích tụ hoặc là tập trung đất đai lại để nó có quy mô lớn thì nó có tách biệt ra các cái khái niệm khác nhau. Hiện nay chúng ta đang quan niệm rằng là nếu mà thay đổi tích tụ đất là phải thay đổi cái sở hữu, cái quyền sở hữu đất, tức là chuyển nhượng từ những cái hộ quy mô nhỏ sang cái hộ quy mô lớn trên cơ sở là mua bán cái quyền sử dụng và chúng ta tích tụ lại. Thế như vậy sẽ có một cái bộ phận nông dân sẽ mất cái quyền sử dụng đất vì chuyển nhượng đi. Thế và một bộ phận thì sẽ tích tụ đất đai để mở rộng cái quy mô sản xuất. Nhưng cái mô hình của Thái Bình ấy, thì về cơ bản là dựa trên cái tập trung ruộng đất là đủ nhiều hơn. Tức là người ta thuê mượn lại của những cái hộ mà không có điều kiện để canh tác, nó không thay đổi cái sở hữu. Về cơ bản là họ cho thuê, cho mượn, cũng có một tỷ lệ nhỏ thôi là mua bán. Thì đương nhiên sản xuất hàng hóa nó có những cái yêu cầu. Khi ta tập trung đất lại như thế thì cái quy mô sản xuất nó lớn hơn. Thì những cái hộ mà sản xuất quy mô lớn đấy, họ có xu hướng là trang bị thêm máy móc, rồi sử dụng các cái bộ giống, nhất là giống lúa, một cách tức là chỉn chu hơn, đầu tư vào hạ tầng đồng ruộng để mà thực hiện các cái khâu cơ giới hóa, rồi đặc biệt là ứng dụng các cái công đoạn sau thu hoạch như là sấy, như là bảo quản ở cái quy mô tập trung hơn. Thế và quan trọng nữa là họ cần phải liên kết với lại các doanh nghiệp đầu ra, đầu vào để mà hạ thấp cái giá thành đầu tư. Thế và đầu ra thì nó phải ổn định hơn. Cho nên là khi nói tóm lại là từ cái việc mà nâng quy mô của các cái hộ sản xuất thì nó đã dẫn đến cái việc hình thành các cái tổ chức của nông dân như là hợp tác xã, như là các câu lạc bộ để bảo vệ, rồi là để mà thực hiện một số các cái dịch vụ quay trở lại cho cái hộ đại điền đó. Thế rồi phải liên kết sản xuất ở cái quy mô, tức là tạo ra các cái chuỗi giá trị trong nông sản, nhất là lúa gạo như ở Thái Bình. Nông nghiệp đại điền đã cho thấy những hiệu quả của nó, nhưng để mở rộng phát triển mô hình này lại vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Có thể kể đến như vấn đề bao tiêu sản phẩm, có những địa phương đã thực hiện quy hoạch xây dựng cánh đồng lớn, cánh đồng liên kết sản xuất với tổng diện tích hơn 2.000 hectare, nhưng trong đó chỉ có hơn 800 hectare là có hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Hay như vấn đề xử lý nông sản sau thu hoạch, mỗi nông hộ từ 2 đến 20 hectare có thể sản xuất 12 đến 120 tấn lúa tươi. Vậy công nghệ sấy nên làm như thế nào cho hiệu quả? Đây đều là những khó khăn cần có sự phối hợp của doanh nghiệp và các cơ quan chuyên môn để có thể giải quyết triệt để. Về phía những người nông dân, hiện nay họ cũng đang có những giải pháp của riêng mình và đó chính là thành lập những hội nhóm, câu lạc bộ đại điền. Đây là nơi để những người nông dân trao đổi kiến thức, kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp và cùng nhau tìm đầu ra cho sản phẩm. Hoạt động của câu lạc bộ đại điền thì chúng tôi thường xuyên là chia sẻ về các cái công việc về sản xuất, ví dụ như là cấy các cái giống lúa gì và làm như thế nào để có được cái giá trị của cái sản phẩm. Và nếu như mình không có những cái
sản lượng mình, tức là phải phải bàn với nhau để có thể là sản xuất theo kiểu mới, sản xuất theo cách khác, cách nào để cho đem lại cái giá trị của sản phẩm nó có cái giá trị cao hơn. Khi mà tham gia câu lạc bộ này thì cũng trao đổi, ví dụ như là những cái chân ruộng này mà cần cấy những cái giống lúa này, hoặc là nó phù hợp, là phân bón thì lần bón những cái nào mà thích hợp với cái chất đất, loại đất đấy. Hoặc là khi giống lúa cũng thế, mùa này là trao đổi được, lần rút ra được những kinh nghiệm là cấy giống gì nó hợp với chất đất hơn, mà khi cái giống lúa này mà cần bón những cái phân bón như thế nào thì cũng biết được. Nhờ có sự liên kết giữa các thành viên trong câu lạc bộ, việc tiêu thụ sản phẩm hay tìm kiếm lực lượng lao động cũng trở nên thuận lợi hơn. Có hộ thì có lò sấy lúa, có hộ lại có máy cấy, máy gặt, mọi người có thể hỗ trợ cho nhau, vừa tiết kiệm chi phí lại giúp tăng gắn kết tình làng nghĩa xóm. Trước kia làm ruộng thì nhà tôi cũng chỉ có mấy sào thôi. Thế thì đi ra đây làm công xong rồi là ai hỏi không cấy, họ già, họ yếu, rồi có người họ đi làm việc khác ấy, họ cho thì cũng thu gom vào. Thì cũng ra đây làm máy móc ở ngoài này, tất cả đều làm ở ngoài này, và khi thu gom được thì cũng bán cho hợp tác xã luôn. Tôi thì trước tôi cũng có mấy sào ruộng thôi, nhưng mà tôi cấy thì chuột bọ trước nó cũng phá nên là thu hoạch nó cũng không được năng suất, cho nên là tôi ra nhà anh chị Quang Anh đây, anh chị có đủ máy móc cho nên là tôi cũng, họ cũng cho tôi, họ không cấy thì họ cho tôi cấy, tôi cũng thu gom được khoảng 4-5 hectare gì đấy. Có thể nói sự thành công của mô hình nông nghiệp đại điền hiện nay có sự đóng góp rất lớn của những câu lạc bộ này, góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa, phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn. Vậy thì ông có thể chia sẻ đâu là những thuận lợi và đâu là những điểm còn khó khăn hạn chế trong phát triển nông nghiệp đại điền ở một số địa phương hiện nay? Khi phát triển nông nghiệp đại điền thì từ xưa đến nay cái khó khăn đầu tiên như tôi vừa nói đấy phải là tạo ra một cái môi trường về mà các cấp ngành người ta để cho cái cung cầu nó đến được với nhau, và để giải quyết cái câu chuyện đầu tiên là tâm lý của nông dân là liệu tôi giao tài sản sở hữu ruộng đất của tôi cho một anh tôi có tin tưởng được không, thì cái đấy là cái khó khăn đầu tiên mà cái đấy là cái nút thắt phải giải quyết đầu tiên. Vấn đề thứ hai là từ cái đấy thì cái khung pháp lý của chính sách nói thế thôi, khi Thái Bình tích tụ hoặc là tập trung đến cái độ khoảng, vì ở đây là họ thuê mượn nhau, nhưng nếu như chúng ta cứ giữ cái hạn điền nông nghiệp một cách cứng nhắc rồi thì cái khung pháp lý đấy ấy, nó sẽ không, nó làm cho cái tâm lý của cái người mình gọi là người gom đất vào đấy nó sẽ khó khăn hơn. Và cái chuyện nữa mà trong cái khung pháp lý phải giải quyết đấy là như tôi vừa nói đấy, sản xuất đại điền là nó thay đổi tất cả các cái phương thức sản xuất. Nó phải có những cái việc ứng dụng công nghệ, nó phải có những cái tổ chức lại sản xuất, trong đó xuất hiện các cái hợp tác xã, cái tổ hợp tác, và nó xuất hiện các cái dịch vụ chung. Và từ cái dịch vụ chung đấy thì nó lại phải có những cái hạ tầng để đáp ứng cái dịch vụ chung đấy, thì các hợp tác xã, các câu lạc bộ người ta phải có cái đất để làm kho tập trung, nó phải có cái đất để mà làm nhà máy sấy lúa hoặc là một cái cơ sở sấy lúa. Thì những cái đấy là phải, trong chính sách đất đai hiện nay chúng ta vẫn còn đang kẹt ở cái chuyện đấy. Tương tự như thế thì tín dụng cũng là một cái khâu khó, vốn đấy là một cái khâu khó khăn. Trong cái trường hợp mà thu, chúng ta biết là cái mô hình này dựa trên chủ yếu là tập trung đất đai, thì nó không phải là sở hữu đất của tôi, chứ không thể đem cái sổ đỏ đấy mà đi thế chấp được, cầm cố chứ được, mà tôi chỉ có thể cầm cố bằng cái, thậm chí là các cái tài sản trên đất đấy, hoặc là cái sản phẩm nông sản. Nhưng mà những cái đấy thì chúng ta hiện nay cái các hình thức tín dụng nó chưa đi theo kịp. Thế nhưng mà quay trở lại thì câu hỏi là công nghệ nào là phù hợp, và không phải là cứ đầu tư là có lãi.
Thế trên nên là lựa chọn công nghệ như thế nào thì nó lại liên quan đến câu chuyện là các cái doanh nghiệp cung ứng công nghệ, loại công nghệ gì, và lúc đấy phải xuất hiện các cái tư vấn như hệ thống khuyến nông, phải tư vấn giúp cho nông dân nên trang bị như thế nào, chứ không phải là chúng ta cứ to một cái thì là trang bị đủ thứ. Và đặc biệt là phải đào tạo cái đại điển, cái chủ hộ đại điển. Và đào tạo thì như là cục chúng tôi hiện nay đang triển khai cái phương thức đào tạo theo hướng là nông dân kinh doanh đấy, phải xem dòng tiền vào ra nó như thế nào, lãi lờ nó ra làm sao, rồi quản trị cái chất lượng nông sản đấy như thế nào. Thì nói tóm lại thì từ khung pháp lý cho đến câu chuyện về hỗ trợ của chính quyền trong cái triển khai thực tế, rồi cho đến việc như vậy là cung cấp dịch vụ đầu ra đầu vào, rồi tổ chức nông dân ở trong cái đối với những cái hộ đại điển đấy, thì tất cả nó đều là những cái mà nó còn ít nhiều, nó còn những cái khó khăn để mà các cái mô hình này nó có thể mở rộng được. Thưa quý vị, xung quanh vấn đề phát triển nông nghiệp đại điển, liệu rằng chúng ta sẽ cần phải có thêm những thông tin, những hiểu biết, những nhìn nhận như thế nào? Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Hiện nay, những mô hình nông nghiệp đại điển chủ yếu tập trung ở hai tỉnh Thái Bình và Nam Định. Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp khác vẫn đang cho thấy tính hiệu quả của nó. Có những hợp tác xã mặc dù chưa phải là mô hình nông nghiệp đại điển, nhưng diện tích sản xuất trên toàn hợp tác xã cũng lên tới hàng chục, thậm chí cả trăm hecta. Đó là vì những hộ này hoạt động theo hình thức liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Có thể kể đến như hợp tác xã lúa gạo Bình Thanh ở huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Đối với hợp tác xã Bình Thanh hiện tại đang sản xuất theo cái liên kết sản xuất với các đối tác và về vận động nhân dân là sản xuất một loại lúa trên một cánh đồng để mà sau đó là liên tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch cho người nông dân là chủ yếu. Còn đối với lại cái việc tích tụ ruộng đất ấy thì ở dưới tại địa phương thì cũng đang là vận động, thì hiện tại là hợp tác xã cũng đã và đang vận động tích tụ được một cái lượng rất là nhỏ, chủ yếu là ở các cái vùng sản xuất nó khó khăn, hoặc là đối với các hộ mà không có cái lực lượng lao động. Nhờ liên kết với doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, hợp tác xã cũng đã xây dựng được thương hiệu lúa gạo cho riêng mình. Có thể nói, mô hình kinh doanh lúa gạo của hợp tác xã Bình Thanh có nhiều điểm tương đồng với hình thức nông nghiệp đại điển hiện nay. Đều là sản xuất lúa gạo trên diện tích lớn, có liên kết sản xuất, bao tiêu đầu ra cho bà con nông dân. Nhưng mô hình này yêu cầu sự liên kết chặt chẽ hơn với các doanh nghiệp, đồng thời diện tích đất sản xuất cũng không tập trung vào một số hộ gia đình nhất định. Hiện tại hợp tác xã đang liên kết với hai cái công ty lớn, là thứ nhất là tập đoàn Thái Bình Xít, và thứ hai là công ty gạo Khang Long. Đấy là tiêu thụ một năm đối với cái lượng này, cứ mỗi vụ khoảng tiêu thụ khoảng 400 tấn đối với hai công ty. Đối với sản xuất nông nghiệp nói riêng và sản xuất lúa nói chung, để phát triển ổn định đều đòi hỏi phải có những vùng sản xuất tập trung để thuận tiện cho việc ứng dụng cơ giới hóa, máy móc kỹ thuật, nâng cao năng suất sản lượng. Cái diện tích liên kết trong tổ chức sản xuất của Thái Bình trong những năm qua thì đã không ngừng được tăng lên. Đến bây giờ thì diện tích liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay chúng tôi thống kê được cũng đã xấp xỉ trên 16.000 hecta đất nông nghiệp chúng tôi. Thì chính từ cái liên kết này đấy thì tạo ra cái sự sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân nó bền vững hơn. Bà con nông dân yên tâm tổ chức và sản xuất. Và đây cũng là cái xu thế tất yếu của sản xuất nông nghiệp theo cái hướng sản xuất hàng hóa và hướng theo thị trường. Lâu nay chúng ta vẫn loay hoay trong việc dồn, đổi, tích tụ đất đai. Do đó, việc phát triển nông nghiệp đại điền sẽ là cơ hội để cho nông nghiệp thực sự phát triển theo chuỗi hoàn chỉnh hơn. Với sự đóng góp của các đại điền, nông dân trẻ sáng tạo thì nền nông nghiệp sẽ có thể bước sang một trang mới.
Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông Lê Đức Thịnh đã đến và có rất nhiều chia sẻ xung quanh một câu chuyện đang được nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây, đó chính là nông nghiệp Đại Điền. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.